Mến chào quý khách, hôm nay Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai bí rất là đẹp luôn. Và lô mai bí này Huỳnh khảo sát được thấy là 4 muối, 5 muối, 6 muối. Đó, các cái khía mà rễ nó tạo thành cái muối bí nó vàng ôm luôn. Và hiện tại là 4, 5, 6 muối ha. Đó, cả nhà nó ra rồi tới ngoài cái rìa bịch luôn. Đó, và cái quần sơ dừa nè, quý khách thấy được cái quần sơ dừa rất là to ha. Nó nên là cái muối bí này nó thưa và rất là đẹp. Rồi cây bí cao trung bình từ khoảng cỡ 45 cho đến là 60 cm. Nó có cành nhánh như thế này luôn nha. Có chèo, có cành nhánh ha. Đó, rễ bí như thế này. Và cái chọt của nó là cỡ như ống hút, gần bằng đầu đũa lớn giữa cây đũa ăn ha. Nó có tầm cỡ đó cả nhà. Đó, cái muối bí như thế này luôn nha. Thì đây cũng là những cái lô bí mà Quỳnh thấy nó rất là ok về cái khía nó muối nè. Rồi cái cây nó mập mạp, nó đề đạm, nó không mập dữ cả nhà mà nó đề đạm ha. Nó đề đạm, nó có chèo, có nhánh nha. Có chèo, có nhánh như thế này luôn. Rồi mẫu này em bán có giá là 9.000 một cây. Và nếu mà bí gặt 100% như vậy nè, có nghĩa là Quỳnh sẽ kiểm tra là 4, 5, 6 muối đem gửi cho cả nhà mình á. Thì 50 đi cả nhà, 50 cm đi. Quỳnh thấy nó có, nó chuẩn của nó là 1, 2, 3, 4 gang tay của em lấy trung bình từ 50 thôi. 50 cm thôi cả nhà. Đó, 50 cho tới là 60-65 cm ha. Có cây nó đề đạm nè. Đó, nó ú ì, nó mập lù, nó nhiều nhánh luôn ha. Đó. Rồi cây như thế này giá 9.000 một cây. Và em bao phí vận chuyển từ 50 cây luôn. Tặng cho mình 2 cây, còn 100 cây thì tặng cho mình 5 cây ha. Và cây nó đang em chưa có gãi một đợt phân nữa, nó đang già lá để cho nó vận chuyển ok, nên thành ra là cả nhà thấy là cái lá của nó đang già lá nè. Mình về mình trồng á rồi nó sẽ bắt phân ra và nó ra thêm một cái cơi lá nữa ha. Thì thời điểm này em gửi cho quý khách rất là vừa luôn nha. Trời ơi, cây nó rất là tốt luôn cả nhà. Rồi đây thì mẫu này em bán chỉ có 9.000 một cây. 9.000 một cây nha. Và em sẽ bao phí từ 50 cây luôn. Rồi tiếp tục em Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai quấn rễ bí lộn xộn. Và trong đó là có nè, bí 4, 5 muối, 6 muối luôn. Đó. Rồi hình con thú luôn cả nhà ơi. Rồi bí 4 muối nè. Rồi cái hình như thế này nè. Rồi hình như thế này nha. Cây thì đề đạm mập mạp giống như cái hàng 9.000. Nhưng mà nó là quấn rễ lộn xộn ha. Em báo với cả nhà mình nó có những cái rễ như thế này. Thì cái này là Quỳnh túi nước, Quỳnh moi lên và Quỳnh khảo sát. Cả nhà mình về kiểm tra cũng kiểm tra như vậy luôn. Rồi giá một cây này sẽ là 7.500 một cây. Và em sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây và tặng cho mình 2 cây. Còn 100 cây thì tặng cho mình 5 cây và bao phí vận chuyển luôn. Và đặc biệt mình sẽ có được bí, có được cái hàng rễ nó lạ lạ quái quái như vậy ha. Và cây là trung bình chiều cao là từ 50 cho đến là 65 cm ha. Và nó đề đạm, nó mập mạp vì hàng này có dăm ra rồi, nên là nó có chèo, có nhánh luôn. Rồi 7.500 một cây luôn cả nhà. 7.500 một cây luôn. Ai mà thích cái mẫu này thì alo cho em. Khi mình nhận về thì nó là một cái lớp mặt phẳng như thế này ha cả nhà ha. Một cái lớp mặt phẳng như vậy thì mình sẽ moi lên. Đó, mình sẽ moi lên, dùng tay mình moi thử coi nó là cái rễ gì. Moi chứ đừng có rút ra nha cả nhà. À, có nhiều khi mình rút ra thì mình không có thấy được cái thế của quấn ha. Này hình con thú nè. Đó. Rồi, hoặc là cái hình bông hoa mai. Cái này thì Quỳnh cũng moi ra thôi, khi người ta cố định người ta để vô thì nó như vậy ha cả nhà ha. Đó, rồi, đây là bí nè. Kể cả bí này nếu mà mọi người rút ra khỏi cái bầu á để mà mình trồng thì nó cũng bị trả lại nha. Nên là cả nhà mình hãy lưu ý là cắt cái đáy bịch giùm em nha, cắt cái đáy bịch rồi mình trồng xuống ha, để cho nó vị trí nó nguyên cái bệ cái rễ của nó như thế này. Rồi cây này rất là đẹp, cực kỳ tốt luôn, nó đang đi cái độ già lá rất là ok nè cả nhà, để em gửi cho mình về mình trồng xuống nó ra cơi non nó là rất là ok nha. Rồi giá chỉ có 7.500 một cây và 100 cây em Huỳnh bao phí, 50 cây cũng bao phí vận chuyển luôn quý khách. Bao phí vận chuyển từ 50 cây nha. Cả nhà mình thích loại nào thì alo cho em. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.